thưa toàn thể quý vị, chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo trong Ngày Thơ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 năm 2019. Tiếp nối chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với một nội dung hết sức ý nghĩa của Ngày Thơ Việt Nam Xuân Kỷ Hợi 2019. Đó là phần diễn đọc những câu thơ hay. Kính thưa quý vị, đó là 120 câu thơ đã được ban tổ chức Ngày Thơ chọn ra từ hàng trăm bài thơ của các nhà thơ tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. 120 câu thơ được chọn đọc và thả lên bầu trời thành phố Vĩnh Yên trong mùa xuân Kỷ Hợi tươi đẹp hôm nay là 120 bông hoa đẹp tượng trưng cho 120 năm đô thị Vĩnh Yên xây dựng, hội nhập, phát triển. 120 câu thơ này chứa đựng tình yêu, lòng tự hào của văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc kính dâng lên đất nước, nhân dân, dâng lên mùa xuân, dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu, dâng tặng sự nghiệp hội nhập đổi mới phát triển đang trên đà thắng lợi của Vĩnh Yên nói riêng, của quê hương Vĩnh Phúc, đất nước chúng ta nói chung. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Huy Trúc sẽ đồng lên sân khấu cùng với hai người dẫn chương trình thực hiện lần lượt 120 câu thơ. Câu thơ thứ nhất: đoàn kết như thiên trời địa đất, đồng tâm như một nhất tồn còn, Tam Thiên Tử của Hồ Chí Minh. Câu thơ thứ hai: bạn bè con biết bao người ngã xuống, để con về với mẹ hôm nay, mẹ Nguyễn Thị Anh. Câu thơ thứ ba: lá cỏ mật xòe tay xanh mỏng, che tiếng để bình yên đêm thời chiến Việt Anh. Câu thơ thứ tư: vẫn còn đấy nét liêm cong trần thế, gác lên trời hai đầu tháng đêm đêm, nét liềm trăng của năm bảy. Tàu cọ nhỏ che đủ vừa vạn tóc, gần đấy mà sao lại thật xa xôi. Bài thơ Vĩnh Yên vẫn đời của Nguyễn Hòa Bình. Câu thứ sáu: tôi nghe sâu thẳm ngọn buồn, bò che cuốc, cuốc gọi dồn niềm riêng, niềm riêng quang tử. Câu thơ tiếp theo: câu thơ đồng môi trầu ai đỏ thắm, mái đê làng nghiêng nắng xuân sao, làng tôi kẻ bòi Nguyễn Ngọc Tung. Nở rực vòm cây ven đầm vạc, như hẹn nơi đây một dáng rồng, phượng vĩ trái mùa của ta Thu Yên. Câu thứ 9: em từ trong ngõ bước ra, một trời hoa tím như là trong mơ, gặp lại hoa xoan bụi quốc bình. Câu thơ thứ 10: thơ xuân viết cuối ngày đông buốt giá, con chữ làm hạt mầm trổ biếc giữa hanh hao, tự sự với mùa xuân của tác giả Trọng Quyết. Tóc mềm xiên thùng thời gian, vô tư như đá cũng trang chứa hồn, bài thơ vô đề của Minh Hoàng. Câu thứ 12: én về nghiêng ngả trên đồng, cây bàng chốt cả mùa đông xuống đường, xuân về Chu Thanh Trung. Em thổi hồng bếp lửa, đội nắng về sau mưa, mưa tháng 2 của tác giả Phạm Thanh Bình. Bồng trầm cung bậc chống quân, tươi duyên thớ thịt đường gân quê đồi, về Đức Bác của tác giả Đỗ Quý Bông. Câu thứ 15: cây hương cháy cúi đầu như cọng lá, để tàn rơi về cội ấm chân nhang, về bên mộ tổ của nhà thơ Vũ Huy Cát. Câu thơ thứ 16: bây giờ điện sáng đường đôi, ánh huỳnh quang ướt mắt người năm xưa, trở lại làng Bầu của tác giả Bùi Cẩn. Nỗi ngờ chưa kịp phân bua, nghe lòng em đã bước qua hẹn chờ, đủ lòng của tác giả Nguyễn Bá Trung. Câu thứ 18: lại nghe bồn đất đồng đông,
nắng mưa còn lặn phập phồng trong da, sóng vỗ bên trời, tác giả Quang Truyền. Câu thơ thứ 19: cuối đời không cuối niềm yêu, âm thầm hát ngọn nắng chiều về con. Mẹ không đi chùa, của tác giả Nguyễn Văn Cục. Vòng xoài non vẫy gọi, sáng xuân nắng hoa đào, phố thơ của Nguyễn Văn Cường. Câu thơ thứ 21: gió chợt đến, đồng giàn dây hoa muống, mới biết mình để mắt một loài hương. Tam đảo mây trắng, tác giả Bùi Văn Dung. Câu thơ thứ 22: đất Trung Du mình có lắm hoa mua, nên chuyển đôi ta hay nói về màu tím. Vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu bây giờ chúng tôi giới thiệu tiếp theo, đó là sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Lệ Thúy. Vâng, hai nghệ sĩ ưu tú trên sân khấu cùng với hai dẫn chương trình tôi, chúng tôi thực hiện 120 câu thơ đã được ban tổ chức chọn lọc. Và câu thơ thứ 23: đồi gò trang trại xanh cây, phố me nhà lá, ngày nay nhà tầng, Tây Thiên của tác giả Trần Dũng. Biết bao nhiêu tuổi là già, trái tim trẻ mãi mãi là của nhau. Trái tim trẻ mãi của tác giả Nguyễn Đức Duyệt. Câu thứ 25: ngồi hết đêm xuống, xuống chẳng hết, chùa ai xa điểm mấy hồi chuông, đêm xuống phủ vĩnh, tác giả Tàn Đà. Câu thơ thứ 26: líu lo rộn tiếng chim ngân, chạy lòng lại nhớ mỗi lần thu sang, mùa thu Ba Đình Hà Nội của tác giả Nguyễn Minh. Câu thơ tiếp theo: chiều nay dưới gốc cây đa, con tìm dấu gầy mẹ già năm xưa. Chiều nay của tác giả Vũ Thế Đường. Suối em phá tan bóng tối, rừng anh chặn lại bão sông, núi Mường Hung dòng sông Mã tầm sáng. Câu thơ thứ 29: ai bắt quân thù kinh võ ngựa, giáp vàng khăn cho lạnh đầu voi. Trung Đức Vương, tác giả Ngân Giang. Câu thơ thứ 30: đêm tĩnh lặng nghe dòng sông thờ, lục bình trôi như bước chân người, bên dòng thơ Phan của tác giả Đặng Quang Giới. Bỗng thoáng một làn hương ấm nhẹ, cay cay như khói ở quê nhà, khói thơm của tác giả Nguyễn Hà. Ta sống sót sau rất nhiều may rủi, nên từng ngày mắc nợ những giấc mơ, những giấc mơ của tác giả Nguyễn Hữu Hà. Câu thơ thứ 33: bóng người lầm lụt vuốt áo, tự tìm lối đi những con đường trong sương, tác giả Đỗ Hải. Câu thơ thứ 34: kìa ai múc nước giếng làng, ánh trăng dịu dịu thoa vàng đôi tay, hương bồ kết của tác giả Tinh Hồng. Câu thơ thứ 35: khuất núi đâu rồi hồ đại lại, đồi kia đã khoác áo thông xanh, từ trên núi cao nhìn xuống Vĩnh Phúc của tác giả Sáu Hồng. Bồi hồi ngồi trong thương nhớ, giật mình phảng phất chân quen, về trần cũ nhớ bạn xưa của tác giả Phan Hồng Vĩ. Câu thơ thứ 37: giật mình dáng vợ siêu siêu, câu thơ tôi cất sương chiều mang mang, vợ tôi, tác giả Nguyễn Xuân Hùng. Câu thơ thứ 38: trống đồng treo trên ba đỉnh núi, gióng lên vang vọng bốn phương, trống đồng đạo trù của tác giả Lâm Quang Hùng. Câu thơ thứ 39: gặp rồi xa để nôn nao, hồn như biển có chút nào lặng yên, hồn như biển của tác giả Ngọc Việt. Trời vẫn đấy mà em xa quá, nơi cuối trời em có ngóng trăng lên, hai nửa phần trên của tác giả Hoàng Nhất. Câu thơ thứ 41: đường sang quê ngoại có hoa cầm xuân, còn đâu lối về một thời son trần, quê ngoại tác giả Vũ Khánh. Tương tư đeo suốt hành trình, bằng căn cứ tím vô tình, mùa tây
bằng lăng thứ tím nở đi thứ tám. Có con cò đang bay ngược gió, dòng sông vội vã cánh buồm. Miền xa của tác giả Trần Quang. Dù con cất mặt trời lên, có thương có nhớ, sao lại lạc lời. Trần Quang của tác giả Trần Quang. Câu thứ 45. Làm tôi bừng tỉnh sau cơn ngủ, nhà nhà điện sáng trẻ vừa vui. Là tên tác giả và chủ tiên. Mùa thu dừng lại ở Long Biên, để một mình tôi lên Vĩnh Yên. Lên Vĩnh Yên của tác giả Vĩnh Mai. Nước nguồn không cạn lời tha thiết, sông hát trường cá của chính mình. Thì khúc sông Lô của tác giả Nguyễn Đức Mộc. Thời trẻ tiếng dế trong veo, cuối chiều tiếng dế đục theo tháng ngày. Một góc mùa hồn của tác giả. Câu thứ 49. Suốt một chiều tôi và gió đuổi theo, vẫn không kịp lá ngô non vẫy trước mùa xuân mãi hồng mãi sông. Tác giả Vũ Đình Minh. Tuổi thơ nồng nàn lam lũ, bông súng thần tiên ngạo nghễ mặt đầm. Thôn quê của tác giả Dương Kiều Minh. Chàng nắm tay con trên đường quê thân thuộc, đến với mái trường trả học tuổi ấu thơ. Viết trong đêm đón ngày khai trường của tác giả Nguyễn Bình Đăng. Quê già phố xá thì non, làm cho lũ trẻ lo toan bỏ nhà. Tâm sự ở quê của tác giả Hải Anh. Câu thứ 53. Xe bàn tay chải tóc, thời gian đầy lòng tay. Tấm lòng thầy tác giả Nguyễn Thị Ngọc. Thì mênh lá cũng say mềm đá núi, vực thẳng chỉ còn vững nước mà thôi. Uống ở Minh Quang Phạm Hồng Phi. Đã từng ấm và mềm trên môi con tiếng mẹ, ký ức thành đón đón tuổi thơ con. Mẹ của tác giả Đoàn Mạnh Phương. Câu thứ 56. Thăm thẳm đại ngàn vơi vơi trời cao, sao chín vàng ba đầu tan đảo. Trầm tích đôi bờ tác giả Nam Phương. Đường chợ hoa ửng màu tươi rối, trái tim mình rung nhịp Vĩnh Phúc ơi. Trên cầu vượt Vĩnh Yên của tác giả Nguyễn Luận Hồng Phương. Sân đền Hùng cây hoa đại đang mơ, đứng ngẫm nghĩ về nguồn xưa đất tổ. 0:05 của tác giả Vũ Quẩn Phương. Tiếng du nở hoa du cua óng ả, kết nụ từ cối đá làng tôi. Người tạc đá quê tôi của tác giả Lâm Quý. Câu 60. Làng cất nhập nhằn vào bóng tối, đêm cất làng về thùa nghìn năm. Đêm mở làng tác giả Trần Quang Quý. Cảo thơm từng chữ còn nguyên, biết trong người Nguyễn Tiên Điền chẳng xưa. Nghe em giảng kiều của tác giả Nguyễn Xuân Duộng. Con về quê với dạ dâng, nén nhang dâng mẹ thảo thương nỗi buồn. Con về của tác giả Nguyễn Đăng Sầu. Đao đình cong vút in trời thầm, ai đó cười duyên dưới lớp đá vàng. Thổ tang của tác giả Bùi Văn Thanh. Câu 64. Bồng bềnh trên những sườn non, đào phai xuống chợ nụ còn chính nguyên. Đào phai xuống chợ tác giả Nguyễn Thị Nghĩa. Khúc du nghiêng quán siêu đình, em làm cô tấm tôi dình phu vơ. Sau đêm hát chèo của tác giả Hoàng Hùng bài giả. Nhìn về sao hút mênh mông, rung rinh bóng mè trên đồng nắng thiêu. Nhìn về của tác giả Hoàng Tạ. Lấy lời bèo dạt mây trôi, cuộc màu hoa cải bên trời đang bay. Tháng riêng ở Trung Nguyên của tác giả Lê Kim Hạnh. Câu 68. Những cánh buồm đó gió, khát chân trời bao la. Phù sa tác giả Nguyễn Công Dương. Tiếng hát em lành như nước sông quê, thân thuộc quá đến không cần phải ngoảnh quay mặt về đây mà. Khúc hát dòng sông đây của tác giả Hà Đình Cần. Gá quê hương riêng một tiếng còi tàu, xa xôi mấy đi về thường vẫn nhớ. Gá quê hương của tác giả Ngô Văn Phú.
xa vắng quá một mình đi hỏi bến, người xa bờ có dặn dò tình thân xa vắng của các bạn. Câu 72, dãi dầu tắm nắng gợi mưa, cháu du vàng ngủ bà mơ thấy gì, hát du vàng ngủ. Tác giả Trần Thịnh. Ơi bản mèo nhớ mong, mái trường treo đỉnh núi, cõng chữ lên bản mèo của tác giả Hữu Thọ. Trời xanh vu vơ mây trắng, rơi vào đáy mắt lặng im, mùa xuân của tác giả Trần Thịnh. Dòng thác bạc trong lời hình nước, trắng cột màu thanh khiết tặng cho nhau, thu ta bài của tác giả Hữu Thọ. Câu 76, bông hải đường đỏ ấm ngày đông, khói hương người núi sáng, tưởng niệm tác giả Nguyễn Cảnh Tuấn. Gặp nghĩa trang đồng đội tôi nằm, nghĩa trang mang hình mưa sao tổ quốc, người đồng đội tôi nằm của tác giả Cù Tiến Tuất. Khói sương tam đảo ai tìm, nhà đỏ mái núi thác chìm chiều tây, xoay của tác giả Hà Yết. Câu đối tết công nam đại lộ, cờ đỏ tươi phấp phới tung bay, những tiếng cầu xuân của tác giả Lê Hạnh. Câu 80, tiếng khèn đêm qua khéo gọi, khấp khởi mùa xuân đang về, xuân về từ đêm hôm qua, tác giả Nguyễn Hương Hà. Cha về từ phía đảo xa, mang theo gió núi mặn và biển khơi, đón con về trước mùa xuân của tác giả Trần Thanh Hương. Tưởng vào trời đất mênh mông, buồn vui cứ để tiếng của tác giả Lỗ Trọng Đường. Chiều thơ mộng thu dài theo lá rơi bay, nắng sân trường của tác giả Nguyễn Xuân Hằng. Câu 84, công chẳng tính, danh chẳng màng, chữ tâm người lính vẹn mang trở về, thầy giáo thương binh, tác giả Trần Thị Thanh Tâm. Thế rồi mưa cứ ào ào, em ngang nỗi nhớ tạt vào nhà ai, tần ngần hoa nở lần đầu thôi em, của tác giả Lưu Thế Quyền. Tươi năm vẫn bập thềm, báo mùa lá rụng vàng chín mái nhà, mẹ đợi, của tác giả Phạm Hồng Lý. Người mẹ núi đi chân ngang xuống bàn, vắt sữa ngô nơi hốc đá lên trời, người mẹ núi của tác giả Nguyễn Thị Việt Hương. Câu 88, Trường Sa ơi, nơi mênh mông bão sóng, giọt nước nào cũng chát mặt biển khơi, Trường Sa sưởi ấm lòng ta, tác giả Nguyễn Đức Việt. Giáng chiều nhuộm tím mái đình, chuông chùa lơ lửng nghiêng vành trăng non, chiều tân cương của tác giả Nguyễn Văn Thiết. Hồng trần mài mấy sắc tím, ngắm rừng hoa ngậm sương đêm, ký ức Hà Giang của tác giả Nguyễn Văn Hùng. Đời người biết mấy mai sau, em ơi gió bạc mấy màu tóc xưa, chiều sức lơ của tác giả Bình Nguyên. Câu 92, chào hương canh chất phát lòng người, thắm như là trà cách vỏ giữa sông phơi, tạm biệt hương canh, tác giả Hoàng Tố Nhiên. Tôi xoay một mình xuống dòng sông đó, tôi gặp tôi rất thật giữa chiều nay, chiều khải do của tác giả Văn Thảo Nguyên. Kim ngọc tôi bâng khuâng nhớ về anh, bao tháng năm phi lý bị đẩy lùi, kim ngọc của tác giả Hải Như. Quán xưa giờ mẹ không ra bán, cô lấy chồng xa cũng ít về, bâng khuâng quán núi của tác giả Trần Lương. Câu 96, em in lên đất bàn chân, lá khô em trải hóa gần lối xa, Quế, tác giả Hà Phạm Phú. Nòng súng trắng làm sắt thép, muốn thành cây để trổ hoa, Tây Bắc, tác giả Trần Đăng Hoa. Mặt trời đang rất ngủ say, trống choai choàng tỉnh tưởng ngày đã xa, gà nhầm của tác giả Phủ Quang Ngọc. Câu 99, nửa đêm lắc thắp hạt mưa, nhoáng nhoàng mẹ dậy như vừa chiêm bao, mẹ lo, tác giả Vũ Trung Đức. Thắp nén tâm hương dâng lên người đồng chí, trời chiều cháy đỏ hoàng hôn, thăm đồng đội của tác giả Đỗ Nguyên Lượng.
được nhìn ngọn khói thân quen, sớm khô nấu bếp mà khén lửa giòn. Khói quê của tác giả Lan Phượng. Em gói nắm đất Trường Sơn mang về cho đỡ cô đơn quê nhà. Nắm đất Trường Sơn của tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm. Chiến công thì gửi gió bay, chỉ để lại nước non này cho ta. Thánh Gióng, tác giả Nguyễn Đình Anh. Không vườn quả nào giống vườn quả ấy, sông Cà Lồ khác hẳn mọi con sông. Phúc Yên bất chợt của tác giả Phạm Bình Ân. Lúa xanh thơm ngát mùa trắng mới, những trái đồi thơm nắng mịn vàng. Qua sườn Tam Đảo của tác giả Trần Lê Văn. Tiếng Việt nuôi con như sữa mẹ, nuôi con từng thớ thịt tâm hồn. Yêu tiếng Việt của tác giả Huy Cận. Suốt ngày mò xuống ao rửa chân, bởi lưới ấy là bà thuộc nhất. Bà ơi, tác giả Nguyễn Đại. Gió bốc về xe lòng ta môi bẩn, ghé thăm làng, thăm mẹ rồi đi. Làng bên sông của tác giả Trần Tá. Dân suốt đời giữ đất vương triều, khắc ngai vàng hoàng thành lời lửa đất của tác giả Cao Văn Định. Máu đỏ tốt tươi mầm cách mạng, đầu rơi nảy nở sống anh tài. Lời cuối của tác giả Nguyễn Thái Học. Chiều mưa giăng lưới đê bờ, sông quê xa khuất, thuyền xưa bóng gầy. Thương em, tác giả Vũ Tuấn Anh. Chiến công có thể quên, đau thương cần phải nhớ. Suy ngẫm của tác giả Đoàn Hồng Căn. Áng máng một cái gì như thể nỗi xót xa, xót xa hơn chẳng dễ dàng phân mua. Bênh vực trật tự không trật tư, Đặng Huy Giang. Kiếp này ta trưởng thương ta, làm sao thương nổi kiếp hoa bọt bèo. Kiếp này ta trưởng thương ta của tác giả Quang Hoài. Anh tôi đi mãi không về, không ai giải được lời thề chị tôi. Chị tôi, tác giả Đỗ Trung Lan. Hằng Nga bơi trong chén, ta cầm nàng vào thơ. Độc ẩm dưới trăng của tác giả Trần Minh Thảo. Tôi người đến chồng chẳng buồn, đường xa gắng gòi để còn dấu chân. Dấu chân của tác giả Phan Hữu Hưởng. Vẫn dốc sỏi năm xưa như thề, chưa một lần vắng khuất Vĩnh Yên ơi. Dốc sỏi đời tôi của tác giả Vũ Duy Thông. Em như cổ tích xa rồi, nếu không nghề kể chắc đời đã quên. Em, tác giả Kim Như Yên. Tìm lại cho lòng tuổi dài, xẻ sang ngày tóc muối tiêu. Vĩnh Yên một chiều của tác giả Ngân Vịnh. Vâng, kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, như vậy là 120 câu thơ đã được ban tổ chức chọn lọc trong rất nhiều những bài thơ khác đã được các chúng tôi thực hiện trên sân khấu chặng ngày thơ ngày hôm nay của chúng ta. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, 120 câu thơ này đang được 120 nam thành nữ tú đại diện cho tuổi trẻ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, đại diện cho sức trẻ, sự thanh xuân tươi mới của mùa xuân, xin trân trọng nâng trên tay giữ về vị trí trung tâm của ngày thơ hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chỉ ngưỡng. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với một nghi lễ đặc biệt hoành tráng, giàu ý nghĩa và đẹp mắt trong ngày thơ hôm nay. Nghi lễ thả thơ. Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, toàn thể các đồng chí và các bạn chúng ta trở về khu vực tập trung của 120 câu thơ đã được ban tổ chức chúng tôi chọn lọc. Vâng, xin mời các nghệ sĩ múa lân chuẩn bị phần thực hiện màn biểu diễn nghệ thuật của mình. Vâng, kính thưa quý vị các bạn thân mến, bây giờ những quan sát của tất cả chúng ta thấy rằng các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các đại biểu toàn thể các bạn đang hướng về phía trung tâm ngày thơ hôm nay. Và bây giờ sẽ là thời khắc đặc biệt nhất trong ngày thơ Việt Nam Xuân Kỷ Hợi 2019. Đó là thời khắc những câu thơ bay lên bầu trời tổ quốc, mang theo những ước mơ khát vọng về ngày mai tươi đẹp. Tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng một năm mới với nhiều niềm tin yêu, hy vọng thành công tốt đẹp hơn nữa sẽ về với đất nước, quê hương, về với tất cả chúng ta. Quý vị các bạn thân mến, kính thưa quý vị, kính thưa quý vị các bạn thân mến, tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng. Tất cả chúng ta đã sẵn sàng. Giây phút rất là quan trọng của ngày thơ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Xin mời các nghệ sĩ múa lân. Quay đi chị.
Lần trước ngồi xuống chụp nhá, để đằng sau tham thắng thế. Đứng gần quá, dịch ra ngoài tí. Ngồi xuống. Vâng, kính thưa quý vị, đây là giây phút rất là quan trọng. Chúng ta đang chứng kiến và chuẩn bị đến giây phút có thể nói rằng rất ý nghĩa của ngày thơ miền Nam tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Màn múa lân vô cùng và nghệ thuật và đẹp mắt ấn tượng của các nghệ sĩ đến từ nhà hát nghệ thuật Vĩnh Phúc. Và có thể nói là thời gian đã được chúng tôi chuẩn bị đến được. Và bây giờ các nghệ sĩ múa lân đang tiến dần đến 120 câu thơ. Hãy chứng kiến và cổ vũ màn biểu diễn nghệ thuật. Chúng tôi đang chờ đợi màn biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ. Không ngọt không gian cứ tiến vào. Còn không gian nữa. Các nghệ sĩ một lần đến từ nhà hát nghệ thuật Vĩnh Phúc đang chào 420 câu thơ. Một sự trân trọng cho những câu thơ kỳ diệu đã được ban tổ chức lựa chọn trong ngày thơ năm nay. Chúng ta đã sẵn sàng và kính thưa quý vị ơi, bây giờ quý vị hãy cùng đếm ngược với chúng tôi. Thúy Trinh ơi, chúng ta sẽ bắt đầu. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bắt đầu! 120 câu thơ của 120 tác giả nhà thơ đã được bay lên bầu trời Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc của chúng ta trong ngày thơ hôm nay, ngày thơ lần thứ 17 Xuân Kỷ Hợi 2019. Kính thưa quý vị, chúng ta đang chiêm ngưỡng màn thả thơ tuyệt đẹp trên ngập tràn cảm xúc ngày xuân hôm nay. 120 câu thơ mà bao khát vọng, tình yêu, niềm tin, niềm tự hào của mỗi chúng ta, của các nghệ sĩ Vĩnh Phúc về hòa bình, hạnh phúc, ấm no đang được gió xuân nâng cao bay xa đến với nhiều miền tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đồng thời với màn thả thơ, xin mời quý vị cùng thưởng lãm màn múa lân vô cùng đẹp mắt và ý nghĩa do các nghệ sĩ nhóm múa lân Hàn tỉnh Vĩnh Phúc biểu diễn. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, như vậy là tất cả những nội dung trong chương trình ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 đã được ban tổ chức thực hiện một cách thành công viên mãn. Thay lời cho ban tổ chức, giờ phút này đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu khách mời, các hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc cùng trở về nhà khách đồng bạc để ban tổ chức rút kinh nghiệm. Xin trân trọng kính mời. Và cũng giờ phút này đây cho phép chúng tôi được thay mặt ban tổ chức xin một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh Vĩnh Phúc đã về dự và đưa tin về ngày thơ hôm nay. Ngày thơ hôm nay của chúng tôi. Và thay mặt ban tổ chức một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, lãnh đạo Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh, Hội văn học nghệ thuật các tỉnh bạn, lãnh đạo thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên cùng toàn thể quý vị công chúng có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các văn nghệ sĩ cùng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi làm nên thành công của ngày thơ Việt Nam Xuân Kỷ Hợi 2019.
Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã nhiệt tình phối hợp giúp đỡ tới tham dự cổ vũ động viên để Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Vĩnh Phúc thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, một lần nữa cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí. Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 Xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay xin phép tạm dừng tại đây. Xin chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị, các đồng chí và các bạn. Và một lần nữa thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng được chuyển lời của ban tổ chức, xin được kính mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đại biểu khách mời, các hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật trở về nhà khách Đầm Vạc để ban tổ chức có chút thời gian rút kinh nghiệm và chia sẻ với quý vị. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị.